Em xin phép được báo cáo cái nghiên cứu em về thứ nhất về đánh giá cái tuân thủ điều trị và tìm hiểu một số yếu tố liên quan của người bệnh CBD điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Phần nội dung báo cáo em phần có 3 nội dung. Thứ nhất là phần đặt vấn đề, phần thứ hai là đối tượng và phương pháp nghiên cứu, phần thứ ba là kết quả và bàn luận. Theo định nghĩa của WHO thì tuân thủ điều trị là một khái niệm chỉ mức độ hành vi của người bệnh trong thực hiện đúng các khuyến cáo được thống nhất giữa người bệnh và thầy thuốc, bao gồm sử dụng thuốc, thay đổi chế độ ăn và hoặc là thay đổi lối sống. Nghiên cứu của Thái Ánh năm 2021 tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương theo cái thang điểm Moriski có tỷ lệ tuân thủ là 49,3%. Nghiên cứu của Tamat năm 2011 ở Nepal thì có tỷ lệ tuân thủ là 58,2%. Năm 2013 thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình là đơn vị được triển khai cái chương trình phòng chống tắc nghẽn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chương trình quốc gia về bệnh, và từ năm 2013 đến nay là đã hơn 10 năm thì cũng chưa có một cái báo cáo đánh giá nào về cái việc tuân thủ điều trị cũng như các kết quả điều trị cho người bệnh điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Vì vậy em tiến hành nghiên cứu với cái mục tiêu là đánh giá tuân thủ điều trị theo thang điểm Moriski và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến tuân thủ của người bệnh CBD điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Về đối tượng và phương pháp nghiên cứu thì tiêu chuẩn lựa chọn là người bệnh được chẩn đoán CBD theo Gold 2021, có bệnh án điều trị ngoại trú tại phòng khám hô hấp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, đang được sử dụng các cái thuốc giãn phế quản dạng hít xịt, có thể hiểu và trả lời được các câu hỏi theo bảng kiểm. Về tiêu chuẩn loại trừ thì là người bệnh không đồng ý tham gia nghiên cứu và không thể tự sử dụng các cái dụng cụ thuốc dụng cụ dạng hít và xịt. Địa điểm nghiên cứu là phòng khám hô hấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Về thời gian nghiên cứu là từ tháng 7 năm 21 đến tháng 8 năm 2022. Thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu mô tả cắt ngang. Cỡ mẫu nghiên cứu là lấy toàn bộ người bệnh CBD đến khám và điều trị ngoại trú và có bệnh án theo dõi hàng tháng theo tiêu chuẩn lựa chọn của người bệnh nghiên cứu. Về kỹ thuật chọn mẫu thì là kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện. Thang điểm Moriski thì đánh giá kết quả theo 3 mức độ. Nếu mà được 8 điểm thì là đánh giá tuân thủ tốt, từ 6 đến 8 điểm là tuân thủ trung bình và dưới 6 điểm thì là tuân thủ kém. Về xác định các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị thì mức độ tuân thủ để phân tích và là phân loại theo Moriski và được chia thành hai nhóm là tuân thủ và nhóm không tuân thủ. Nhóm không tuân thủ là bao gồm tuân thủ trung bình và tuân thủ kém. Về mức độ thực hiện thì được chia thành hai nhóm. Nhóm 1 là gồm kỹ thuật tối ưu vừa đủ và nhóm 2 là kỹ thuật kém và không biết cách sử dụng. Sử dụng phân tích hồi quy đơn và đa biến để xác định các yếu tố liên quan có ý nghĩa đến tuân thủ điều trị của người bệnh và các sai sót trong sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc. Các cái kết quả đạt được thì tỷ lệ phân về đặc điểm chung của cái nhóm nghiên cứu về tỷ lệ phân bố theo tuổi và giới thì cái tuổi trung bình là 69,57 cộng trừ 9,198, tỷ lệ nam trên nữ là xấp xỉ 7/1. Nghiên cứu của em là cũng tương tự nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thu tại Bệnh viện Bạch Mai trên 211 người bệnh, tuổi trung bình là 66,53 cộng trừ 8,21 và tỷ lệ nam nữ là xấp xỉ 6/1. Nghiên cứu của Tạ Hữu Ánh tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương năm 2022 trên 286 người bệnh CBD, tuổi trung bình là 69,3 cộng trừ 9,2. Về phân nhóm thì chủ yếu là gặp ở nhóm D và nhóm C là chiếm tương ứng là 48,6% và 18,7%, cũng tương tự các nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thu năm 2016 tại Bệnh viện Bạch Mai. Về mức độ tuân thủ đánh giá theo thang điểm Moriski, trong đó thì có tuân thủ tốt đạt 54,2%, tuân thủ trung bình là 40,2% và tuân thủ kém là 5,6%. Nghiên cứu em tương tự nghiên cứu của Tạ Hữu Ánh và cộng sự năm 2021 thì trong đó là nghiên cứu của Tạ Hữu Ánh là tỷ lệ tuân thủ tốt là 49,3%. Nghiên cứu của Nguyễn Đình Phương năm 2020 thì tỷ lệ tuân thủ tối ưu là đạt 58,8%. Trong nghiên cứu em thì cao hơn các nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thu tại Bệnh viện Bạch Mai khi mà tỷ lệ tuân thủ là đạt 37,9%. Điều này thì có thể giải thích do cái lưu lượng người bệnh đến khám cao hơn rất nhiều so với tuyến tỉnh và người bệnh thường có cái thời gian tư vấn có thể là thấp hơn. Về các cái nội dung liên quan đến cái thang điểm Moriski thì có hai cái yếu tố mà người bệnh ít tuân thủ, đó là khi đi du lịch hoặc ra khỏi nhà thỉnh thoảng có quên mang theo thuốc là cái nội dung số 4, và nội dung số 7 đó là cảm thấy khó chịu khi phải dùng thuốc điều trị CBD theo phác đồ hàng ngày. Cũng tương tự các cái nghiên cứu của Nguyễn Hoài Thu, có hai cái yếu tố người bệnh ít tuân thủ, đó là yếu tố 1 và yếu tố 7. Nghiên cứu của Tamat và cộng sự ở Nepal thì có hai yếu tố người bệnh ít tuân thủ là yếu tố 1 và yếu tố 3. Thì sự khác biệt các yếu tố của người bệnh chưa tuân thủ thì phụ thuộc vào nhiều các yếu tố như là hoàn cảnh sống, điều kiện kinh tế, điều kiện sinh hoạt, kiến thức và tùy các nghiên cứu cho các đối tượng khác nhau. Có trong nghiên cứu em thì cảm thấy bất tiện khi dùng thuốc trước mặt người khác và đọc hiểu các cái thông tin nhãn thuốc trên tờ hướng dẫn điều trị là hai cái yếu tố liên quan đến việc tuân thủ của người bệnh. Đối với liên quan sử dụng cái dụng cụ phân phối thuốc DPI thì là cảm thấy bất tiện hoặc e ngại sử dụng thuốc trước mặt người khác là các yếu tố mà liên quan đến MDD.
Về liên quan đến cái yếu tố sử dụng DPI thì là có hai yếu tố. Thứ nhất nó là quan tâm tới tác dụng không mong muốn của thuốc và gặp tác dụng phụ của thuốc, là hai yếu tố liên quan đến cái việc sử dụng liên quan đến dụng cụ phân phối thuốc DPI. Thì cái việc mà sử dụng liên quan đến phân phối thuốc này thì và đây là hai yếu tố là liên quan đến sử dụng thuốc, phân phối thuốc, dụng cụ thuốc DPI. Về kết luận thì nghiên cứu em là tỷ lệ tuân thủ theo thang điểm Modisky tuân thủ tốt là đạt 54,2%, tuân thủ trung bình là 40,2%, tuân thủ kém là 5,6%. Hai cái yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của người bệnh là cảm thấy bất tiện khi dùng thuốc trước mặt người khác và đọc hiểu thông tin nhãn thuốc và hướng dẫn sử dụng của người bệnh. Có một yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị các cái thuốc MDI là cảm thấy bất tiện khi dùng thuốc trước mặt người khác. Và hai yếu tố liên quan tới tuân thủ điều trị các thuốc DPI đó là quan tâm tới tác dụng không mong muốn của thuốc và các tác dụng phụ của thuốc. Trên đây là cái báo cáo nghiên cứu của em xin cảm ơn các quý vị đồng nghiệp đã nghe.